Xin chào mọi người ở kênh Hội Ngộ Miền Tây Tây Nguyên nha. Hôm nay mình cho Lương ăn lại cho mọi người xem nha mọi người. Ốc của mình băm xong, trong thuốc xong rồi. Mình quay cái dĩa thuốc cho mọi người xem nha. Ốc mình cũng băm xong mọi người ơi. Mình chọn ốc với thức ăn rồi nha. Đây là dĩa thuốc mình trộn vô cho nó ăn nha mọi người. Mình xài thuốc tây nè. Đó. Đây nha mọi người. Đây nha mọi người nhìn nó nha. Mọi người thấy nha. Còn anh bình luận hỏi mình là cách trộn thuốc cho lương ăn mình ở đây mình cho ăn thuốc này không à nha. Với cái này cho ăn tạt luôn nha. Các bạn đây trước này nha mọi người. Rồi các bạn đây sau lưng này, cái nhãn hiệu sau lưng này mình cũng trộn vô rồi. Cái đó thuốc này là người ta tạt ngâm thần lương đâu nha. Cái này mình trộn cho nó ăn luôn, lâu lâu mình tạt nó ăn bữa đó. Mình ngâm khoảng mình tạt mình ngâm khoảng 3 tiếng nha mọi người. Rồi mình trộn vô đây cho ăn luôn, thấm rồi. Mỗi mỗi thứ một viên mình đổ vô đây, mình trộn vô đây luôn. Rồi bây giờ mình đổ vô dèo cho nó ăn cho mọi người xem nha. Đây dèo lương của mình đây. Lúc này lương cũng ít mọi người và bạn ơi. Thì mua lương xịt không có nha. Đó, mình nuôi lương, mô hình nuôi lương xịt của mình đây. Đó, mình bỏ vô xong đó mọi người ơi. Mình ăn rất khỏe luôn nha. Cách ngày mình cho ăn ngày nha mọi người. Và ngày thứ ba là mình thay nước nè. Lương mình vào bên đây của mình còn hơi nhỏ nha mọi người. Mấy anh nào mà có nuôi lương qua rồi biết á, rồi thông cảm cho mình nha. Cũng chưa có gần gì mấy, gần hôm mà nuôi lương mà không có kinh nghiệm bằng mấy anh mà sao mà quay lên đưa lên cho người xem, có gì bỏ qua cho mình nha. Mình biết làm sao thì mình chỉ như vậy thôi nha mọi người. Đây mình đưa gần như cho mọi người xem à. Bọn con này của mình được chục ký nha mọi người. Rồi các bạn mình bỏ ra muống vô luôn nha. Thế vậy chứ ra muống này nó cũng tác dụng và hiệu quả lắm á nha. Nó thay miếng mồi chạy đi ăn nha. Chạy đi luôn rồi. Nghe thấy ham hay mọi người không mọi người đó nha. Lương này là mình xiệt chứ đặt dớn không à nha. Đó, tại vì hai ba cỡ lộn xộn lụm nó trơn nha mọi người. Mình có bỏ ốc vô, ốc cu vàng nha, nó đẻ này nha, đẻ nở trong đó luôn. Đây, mình nuôi lương này là nuôi cũng như thiên nhiên nha mọi người. Đây. Mình cũng định mình vừa nuôi lương mà vừa kết hợp nuôi cá sặc gặn luôn á các bạn.
chừng nào mình có làm bên cái mô hình đó mình quay cho các bạn xem và mọi người xem luôn nha. Quay vòng vào lườn của mình cho mọi người xem nè. Rau muống luôn nè. Vàng đẻ luôn. Có anh bình luận kêu thần lương từ đầu tới cuối cho anh đó xem, nhưng mà lúc này không có lương, mình không có thần cho bạn đó xem được nha. Lương đang rất khỏe luôn nha các bạn. Có thằng anh nói lương mà bị phù đầu rồi á, cũng có thuốc trị luôn nha, nhưng mà phải gan mới được nha các bạn. Mình cũng mới xử lý một bọn xong, vòm cũng bị phù đầu á, này kia á, là mình xử lý bằng cái thuốc đó, mà không dám chỉ mà các bạn đâu, chỉ các bạn rồi nhiều khi các bạn làm cái nó chết rồi các bạn chửi mình đó. Lương mình đang rất khỏe luôn. Giờ lương này lúc mình nói thần rồi đó là mình cho nó ăn chừng tháng á. Cho ăn ram ra chừng tháng ăn nó cũng bị phù đầu nha, nổi đầu con súng đâu đó là mình làm hết rồi nè nha. Đó. Mình kết hợp mình tạt thuốc đó với còn thuốc kia nữa, thuốc kia nhiều khi chỉ mọi người cũng không được, chừng nào máy mình có làm mà mình quay lên cho các bạn người xem luôn, chứ như không không mình không dám nói nhiều khi các bạn không tin thì chửi mình nữa. Rồi mình cũng xin quay video tới đây thôi nha mọi người, và nhớ đăng ký ủng hộ mình cho mình một like và một cái chia sẻ nha mọi người, rồi chào mọi người nha.